Hai anh em, thì anh em đang cần một cái túi vuông để đồ nghề nhỏ gọn mà xịn sò nhất có thể. Hiện tại mình đang trên bàn đây là cái túi của SATA anh em. Thì đây là một cái túi có cái nắp vuông giúp cho anh em là dễ dàng kiểm soát để đồ bên trong cũng như là cái diện tích bên trong được tối ưu nhất cho anh em luôn ha. Đây, đây là cái túi đồ nghề. Ở bên trong nó sẽ có những cái ngăn vắt để anh em có thể để những cái cây vít như thế này. Đây anh em nào đã để 2-3 cây vít như thế này luôn anh em. Anh em bên đây anh em sẽ để được 1-2 cây kìm. Đó, để những cây kìm của anh em như thế này. Ngoài ra nó sẽ có những cái vắt ngang đây là dài cho anh em có thể nhét những cái mũi khoan của anh em theo hướng này cũng được ha. Thì đây là cái túi để công cụ mà anh em có thể để dễ dàng trong đây. Anh em nào mà để những cái hộp ốc vít, đầu cót, máy khoan, máy bắn vít anh em có thể để nằm đây hết luôn cũng được các bạn. Đây, tại mà để đứng á, nếu mà anh em nào mà có những cái túi nhỏ mà anh em để đợi để nằm á thì công cụ á, sức chứa của cái túi này nó rất là nhiều luôn anh em. Đây, mình để cơ bản cho anh em xem ha. Đó, như thế này. Rồi sau đó anh em có thể để cái túi máy khoan của mình vào hoặc là cái những hộp ốc vít tắc kê anh em để vô. Túi này nó sẽ rất là rộng anh em. Rồi cơ bản bên ngoài á thì cái túi nắp vuông này anh em, mình cảm thấy á, là cái xăng tia của nó kéo nó rất là mượt anh em. Đây. Đó, cảm nhận là đầu tiên là cái xăng tia này kéo rất là mượt cũng như là cái thiết kế xăng tia nhìn nó cũng khá là chắc chắn anh em. Rồi. Đây, xăng tia khá là chắc chắn. Đây cái quai sách đó là đầu tiên á là mình cũng có một cái quai sách như thế này và mình có thêm cái dây đeo chéo để cho anh em có thể là xách vải đi như thế này khi mà anh em đi cầu thang hay là anh em chạy xe máy để sau lưng cho nó gọn ha. Rồi ở bên ngoài á, anh em nó sẽ có một số cái ngăn cho anh em nữa. Đây vị trí đây thì như là cái túi sách kia thôi, là vào màu này á nó vẫn có là một cái ngăn rộng ngay vị trí này, anh em có thể để những cái bảng tên, bảng an toàn lao động của anh em nhét vào trong đây ha. Có thể kéo sân tia lại để ví tiện đây cũng được. Có những cái vị trí mắc này anh em có thể mắc cái chùm chìa khóa, đeo vít, mũi khoan, anh em làm việc mà để kìm kéo anh em hãy nhét vào đây luôn đó, trong lúc làm việc cũng được luôn anh em. Ở đây cái cọng này anh em là cái cọng để anh em có thể đeo cái cuộn băng keo như thế này nè, đó đeo theo cái cuộn băng keo ha. Nhờ đây nó có những cái khoan anh em có thể đem theo những cái đèn nhỏ như thế này đó, bên ngoài cũng được. Hai bên vách của túi á, thì nó sẽ có những cái ngăn nhỏ nhỏ đây thì mình nghĩ là anh em có thể nhét những cái bao tay của mình hay là những cái ổ khóa đó, anh em có thể nhét đây như vậy cơ bản ha. Rồi, ở phía sau này á thì nó sẽ có một cái ngăn rộng này nè, mình nghĩ á, anh em nào mà để những cái cuộn dây điện nhỏ nhỏ anh em hãy nhét đây hoặc là những cái bọc túi đầu cót anh em hãy chọc đây khá là ok. Rồi bên này á thì mình nghĩ là những cái ngăn vắt nhỏ nhỏ này á, thì anh em hãy vắt những cái kéo nè, bút lấy dấu nè, bút khử điện anh em dễ nhét bên đây để trong quá trình làm việc của mình á anh em hãy dễ dàng lấy đi ra thao tác sửa chữa ha. Đó thì một cái túi vuông nhỏ gọn có thiết kế chắc chắn, có luôn cái đế nhựa cho anh em làm ở môi trường công xưởng mà ẩm ướt á thì nó sẽ bảo vệ cái công cụ anh em luôn. Thì mình nghĩ là đây là một cái sự lựa chọn cũng khá là ngon á anh em. Anh em hãy nhắn vào cái giỏ hàng để xem cái giá giúp mình ha. Rồi cảm ơn anh em.